Kính thưa quý vị, cựu Tổng thống Nelson Mandela đang yếu dần, tin từ Pretoria. Nhiều người cầu chúc đã tới nhà cựu Tổng thống Nelson Mandela ở Kounou, trong lúc ông ta đang ở trong tình trạng nguy kịch trong bệnh viện. Một trong số người tới Kounou có một gia đình ở Matpata, cách Kounou vài cây số. Bà Loka Bamsiban Jono nói bà tới Kounou vì đứa cháu 8 tuổi muốn cầu chúc cho ông Madiba hồi phục sau khi nghe tin bệnh tình của Madiba trầm trọng hơn và Tổng thống Zuma đã phải hủy bỏ chuyến đi ngoại quốc. Nhiều người đang tới nhà Madiba, nhưng con gái ông ta là Maka Ziwi đã lên đài SABC kêu gọi ký giả và dân chúng tôn trọng sự riêng tư của gia đình. Bà Loka nói rằng bà ta đồng ý với lời kêu gọi, nhưng dân chúng cũng cần để biết rõ tin tức trong lúc đau buồn này. Madiba là cựu tổng thống, là cha già của dân tộc, cho nên gia đình cũng phải cần biết rõ điều này. Bà Maka Ziwi nói rằng báo chí ngoại quốc và người da trắng không hiểu văn hóa của bộ tộc ông Mandela xuất thân, nên cần phải tôn trọng sự riêng tư. Sau khi viếng thăm phụ thân tại bệnh viện, bà Makaziwi nói thân phụ của bà đang ở trong tình trạng không tốt, nhưng nếu ai hỏi chuyện thì ông ta cũng có thể trả lời cố gắng mở hai mắt. Ông vẫn còn đang yếu dần, nhưng còn sống.